Ngày 26 tháng 1 năm 2019, tại thị xã Di An, tỉnh Bình Dương, công ty cổ phần xử lý nước thải Hàng Hữu Huỳnh đã khánh thành nhà máy xử lý nước thải bằng công nghệ xử lý vi sinh thân thiện với môi trường. Nhà máy xử lý nước thải sóng thần 2 là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phương pháp xử lý vi sinh với hệ thống xử lý do người Việt chế tạo, chuyên xử lý nước thải công nghiệp thành nước sinh hoạt phục vụ sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Y tế. Tại buổi lễ khánh thành, ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xử lý nước thải Hàng Hữu Huỳnh cho biết, 5 ưu điểm của quy trình sản xuất nước thải của công ty bao gồm: không có nước thải ra môi trường, nước được xử lý để tái phục vụ nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, không hạn chế mức độ ô nhiễm và lưu lượng xả thải từ các nhà máy, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, không cần xây dựng nhà máy xử lý nước thải cục bộ. Công ty Hàng Hữu Huỳnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về nước thải. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đánh giá cao sự nỗ lực của công ty Hàng Hữu Huỳnh trong việc nghiên cứu, triển khai các công trình bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, đồng thời đề nghị công ty sớm đưa nhà máy đi vào khai thác, sử dụng một cách hiệu quả, góp phần vào công cuộc xây dựng Bình Dương phát triển bền vững. Nhà máy sóng thần 2 có công suất tối thiểu là 10.000 mét khối và tối đa là 18.000 mét khối mỗi ngày đêm. Tổng vốn đầu tư của nhà máy xử lý nước thải này là 100 tỷ đồng. Khi có nhà máy xử lý, nước thải từ các nhà máy trong khu công nghiệp sóng thần 2 sẽ được tập kết về nhà máy để xử lý tập trung. Các kết quả thí nghiệm hoàn toàn được đáp ứng với tiêu chuẩn của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường về nước sinh hoạt phục vụ sản xuất. Được biết, sau khi vận hành nhà máy tại Bình Dương giai đoạn từ nay đến năm 2021, công ty cổ phần xử lý nước thải Hàng Hữu Huỳnh dự kiến sẽ đầu tư 10.000 tỷ đồng để xây dựng 100 nhà máy xử lý nước thải tại các khu công nghiệp trên cả nước. Mỗi nhà máy có kinh phí xây dựng khoảng 100 tỷ đồng, công suất xử lý khoảng 10.000 mét khối mỗi ngày.